Hello, xin chào, tao là mấy nhá, shop công nghệ Galen 4.0 hotline 0886 992345. Hôm nay làm cho clip này để giới thiệu cho mọi người về ba cái mẫu sản phẩm camera ngụy trang trước cục sạc đang có sẵn tại cửa nhà mình bạn nhé. Thì ở đây mình đang có sẵn là ba mẫu sản phẩm camera ngụy trang cục sạc này. Đó, thứ nhất là đây sẽ là cục sạc iPhone bạn nhé. Cục sạc iPhone này thì ra lâu rồi. Đó, cục sạc iPhone này thì ra khoảng từ năm 2018 19 gì đó bạn nhé. Đó, và cục sạc camera nó chỉ có một màu là màu đen các bạn nhé. Đó. Chức năng của nó cũng như nhau hết thôi, đều có thể xem được trực tiếp ở trên điện thoại bạn nhé. Đó, và đây là cục sạc của máy Samsung này. Đó, cục sạc Samsung màu đen. Đó, mắt camera được đặt đây bạn nhé, nó rất là kín đáo luôn. Đó, và đây sẽ là cái chân cắm sạc này. Đó, và đây là cái cục sạc quay đêm nhé. Cục sạc quay đêm thì mắt camera sẽ đặt đằng trước này và xung quanh sẽ là sáu đèn hồng ngoại quay ban đêm. Thì cái mẫu này chỉ là mẫu mới nhất hiện nay nhé, mẫu này mới ra được từ cuối năm 2023. À, và đầu năm 2024 này thì mình bán rất là nhiều cái mẫu cục sạc quay đêm này. Đó, bởi vì là có nhiều mục đích của nhiều anh chị là cần yêu cầu là quay ban đêm, thì cái mẫu cục sạc quay ban đêm này nó quay ban đêm rất là ok, cũng như là chất lượng âm thanh hình ảnh rất là ok cũng nhá. Thì bạn nào đang có nhu cầu quan tâm về ba cái mẫu sản phẩm camera ngụy trang trước cục sạc này thì có thể liên hệ trực tiếp cho mình qua số hotline cho mình đây, và các bạn đăng ký kênh Trung Minh Đăng Phát để được miễn phí ship hàng trên toàn quốc. Và đặc biệt hơn là khi mà các bạn đăng ký kênh Trung Minh Đăng Phát thì các bạn sẽ được tặng kèm theo một chiếc thẻ nhớ chính hãng là 32GB, đơn vị nhà mình sẽ cài sẵn vào trong camera cho mọi người, và các bạn chỉ cần tải ứng dụng về điện thoại rồi bạn kết nối với camera rồi sử dụng thôi bạn nhé. Sử dụng một chiếc camera ngụy trang trước cục sạc này thì cũng giống như dòng V99 và V100 thôi, đều sử dụng cái ứng dụng là nóc cam để xem bạn nhé. Đó, và khi mà các bạn mua hàng, bạn chỉ cần đăng ký kênh Trung Minh Đăng Phát thôi thì mình sẽ gửi kèm cho bạn một tờ giấy hướng dẫn sử dụng chi tiết bằng tiếng Việt. Đó, đơn vị nhà mình là tự soạn thảo ra bạn nhé. Đó, thì ở trong tờ giấy hướng dẫn sử dụng này mình có đăng rất lên rồi. Đó, tải ứng dụng nóc cam và điện thoại này, sau đó khởi động camera lên. Là cái cục sạc này các bạn chỉ cần cắm vào nguồn điện thôi là sẽ là khởi động cam lên nhé. Đó, tiếp theo thì sẽ là các bạn sẽ vào trong ứng dụng nóc cam này. Đó, sau đó bạn chọn một cancel để xem này. Đó, bên này sẽ là hướng dẫn cho mọi người cách kết nối xem trực tiếp từ xa như nào, cũng như là hướng dẫn cho mọi người cách xem lại video vào trong thẻ nhớ như nào, rất là chi tiết rồi bạn nhé. Thì về các bạn chỉ cần làm theo từng bước trong tờ giấy hướng dẫn sử dụng này là có thể sử dụng ok bạn nhé. À, thì sau đây mình sẽ giới thiệu cho mọi người một số chức năng là trên chiếc camera ngụy trang cục sạc, và sau đó sẽ hướng dẫn cho mọi người cách sử dụng nhé. Đó, cục sạc này thì mắt cam ở đây này. Đó, xung quanh sẽ là sáu đèn ngoại nhé. Đây sẽ là chân cắm sạc bình thường. Đó, còn đây sẽ là mắt camera này. Đó, đây sẽ là chân cắm sạc, đây sẽ là lỗ reset nhé. Đó, tiếp theo thì đây sẽ là mặt camera đây. Đó, mắt camera đây bạn nhé. Đó, rất kín đáo đây. Bên dưới đây sẽ là cây cắm thẻ nhớ đây. Đó, đây. Đó, và sau đây mình sẽ test cho mọi người bằng cái con camera ngụy trang cục sạc quay đêm nhé, bởi vì là camera ngụy trang cục sạc thì sử dụng nó như nhau hết rồi. Đó, đây mình sẽ test cho mọi người bằng con cục sạc quay đêm này. Đó, đây mình sẽ gắn thẻ nhớ vào nhé. Đó, thẻ nhớ bạn sẽ gắn như này, sau bạn sẽ đóng lại nó, sau bạn sẽ cắm vào trong cốc sạc thôi nhé, cắm vào trong ổ điện thôi. Đó, đây mình sẽ cắm vào trong ổ điện này. Đây, thì khi mà bạn cắm vào nguồn điện nhá, thì camera nó sẽ sáng, trên thân cục sạc nó sẽ sáng một cái đèn màu đỏ lên như này, là camera đang hoạt động. Đó, tiếp theo thì để sử dụng được chiếc camera ngụy trang chiếc cục sạc này thì các bạn sẽ cần tải cho mình một ứng dụng về điện thoại. Đó, các bạn sẽ tải cho mình ứng dụng về điện thoại là ứng dụng nóc cam nhé. Thì bạn nào đang sử dụng điện thoại là iPhone thì các bạn sẽ vào cái App Store này tải. Các bạn nào đang sử dụng điện thoại là Samsung, Oppo và Vivo thì các bạn sẽ vào cái là Samsung Galaxy để tải nhé. Thì mình đã tải sẵn ứng dụng nóc cam này về điện thoại rồi. Sau đó bước tiếp theo thì các bạn sẽ thoát ra ngoài màn chính nhé. Đó, tiếp theo thì các bạn sẽ chọn vào mục là cài đặt của điện thoại. Sau đó bạn chọn vào mục là Wi-Fi. Thì cái camera ngụy trang chiếc cục sạc quay đêm này nó sẽ phát cho các bạn một cái mã Wi-Fi là có chữ G, là có chữ F đằng trước và một dãy số là không mật khẩu nhá. Thì các bạn sẽ kết nối vào. Đó, khi bạn đã kết nối xong thì bạn sẽ thoát ra ngoài màn chính nhé. Tiếp theo thì bạn sẽ vào trong ứng dụng là nóc cam các bạn vừa tải về. Đó, các bạn sẽ chọn một là cancel cho mình nhé. Đó, thì khi các bạn chọn một cancel xong thì trên màn sẽ hiện chữ là device online màu xanh như này. Thì để xem được thì bạn sẽ kích vào chữ online này, rồi sau đó bạn sẽ chọn vào mục là cancel để xem nhé. Đây, mình sẽ quay cam lần trước các bạn xem. Đó, chất lượng ảnh rất ok. Nếu mà quay đúng chiều nhất thì bạn sẽ quay dựng ngược lên như này. Đó, đây mình sẽ quay test cho mọi người, mình sẽ quay ngay. Đây, mình quay đây nhảy được. Đó, chất lượng ảnh rất là ok bạn nhé. Đó, bạn nào muốn bật tiếng để nghe thu âm xung quanh thì các bạn hãy chọn mình cái loa này. Alo, 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 alo,
do camera và điện thoại của mình đang ở gần nhau nên là nó sẽ bị xung đột âm thanh và sẽ phát ra cái tiếng nào vọng âm như vậy. Còn khi mà các bạn đã kết nối xem trực tiếp từ xa rồi thì cái tiếng vọng âm như vậy nó sẽ mất đi bạn nhé. Bạn nào muốn chụp ảnh màn hình thì các bạn nên chọn vào máy chụp ảnh, đây sẽ là chụp ảnh màn hình này. Đó, đây. Cũng như bạn nào muốn lưu lại video thì các bạn sẽ chọn ở bên cạnh của máy chụp ảnh, đây sẽ là chế độ lưu lại video 3 giây, 4 giây, 5 giây, 6 giây các bạn nhé. Các bạn muốn lưu lại video thì các bạn chỉ cần kích một lần đó thôi là sẽ tự động lưu lại video vào trong cái ứng dụng là nắp cam. Tiếp theo thì hai anh tam giác này sẽ là giúp bạn thể là đảo chiều hình ảnh này sang trái sang phải này, cũng như đảo chiều lên trên xuống dưới này. Đó, khi cam các bạn quay ở một cái góc mà nó bị ngược chiều hình ảnh thì các bạn sẽ dùng chức năng là đảo chiều. Còn khi mà hình ảnh bạn quay đã thuận chiều như này rồi thì các bạn sẽ không cần dùng tới nhé. Tiếp theo sẽ là chế độ hình mặt trời, đây sẽ là giúp bạn thể là chỉnh ánh sáng của hình ảnh này. Các bạn có thể cho chế độ ánh sáng nó cao lên, cũng như bạn thể là giảm chế độ ánh sáng đi, cho chế độ ánh sáng nó thấp đi. Đó, đây mình sẽ để chế độ ở giữa để cân bằng này. Đó. Tiếp theo sẽ là chế độ hình quả cầu, đây sẽ là giúp bạn thể là chỉnh màu của hình ảnh nhé. Các bạn có thể cho màu hình ảnh nó đậm lên này, cũng như bạn thể là giảm màu hình ảnh đi, cho màu hình ảnh nó nhạt đi. Đó, đây mình sẽ để chế độ ở giữa để cân bằng nhé. Đây, mình sẽ để chế độ ở giữa để cân bằng này. Đó. Tiếp theo sẽ là chế độ mặt trăng, này sẽ là chế độ ban đêm nhé. Thì khi bạn kích hoạt cái chế độ ban đêm này lên thì hình ảnh sẽ trở về đen trắng và phạm vi mà các bạn quay được ban đêm là được khoảng 10 mét ban đêm nhé. Đó, nó rất là xa. Đó, và khi mà các bạn quay ban đêm thì mắt camera nó sẽ không bắt ánh sáng hết, cũng như hồng ngoại nó sẽ là ngoại đen nữa nhé. Đây. Đó, các bạn muốn tắt chế độ ban đêm đi thì các bạn chỉ cần kích một lần thôi là tự động hình ảnh sẽ trở về ban ngày và sẽ có màu như bình thường. Tiếp theo sẽ là chế độ 1080, này sẽ là giúp bạn thể là chọn cái độ phân giải của hình ảnh ở đây. Thì độ phân giải của hình ảnh tối đa sẽ là 4K nhé. Đó, khi bạn chọn độ phân giải 4K thì ảnh rất là ok. Đó, cam di chuyển tới đâu là hình ảnh chuyển tới đó đây. Đó, đây. Đó. Thì vừa rồi mình đã kết nối với wifi của camera để test cho mọi người cái chất lượng hình ảnh thực tế của chiếc camera ngụy trang, chiếc cục sạc quay đêm. Thì tiếp theo thì mình sẽ vào một cái đặt chung ở trong cái ứng dụng là nắp cam mà sẽ hướng dẫn cho mọi người một số cái cài đặt cơ bản ở trong cái ứng dụng này nhé. Cài đặt này, rồi sau đó bạn chọn là mục nào đi về setting. Đó, thì mục modify device password này sẽ là giúp bạn thể là đổi mật khẩu của cam nhé. Thì mật khẩu mặc định của cam thì bạn sẽ nhập vào đây là 1 2 3 4 5 6 đấy. Tiếp theo là mục new password này, new password là bạn sẽ nhập cái mật khẩu mới vào, sau đó confirm là bạn sẽ nhập lại mật khẩu mới đó, rồi bạn kích ok là sẽ đổi được mật khẩu của cam nhé. Tiếp theo sẽ là mục SDK setting này, sẽ là mục giúp bạn thể là kích hoạt cái chế độ là tự động lưu video vào trong thẻ nhớ. Thì ở đây nó sẽ có mục là auto record này, sẽ là một cái hình 2:4:4 là chỉ cần chiếc camera ngụy trang, chiếc cục sạc quay đêm này các bạn cắm vào nguồn điện thôi là cam sẽ tự động lưu video vào trong thẻ nhớ cho các bạn nhé. Đó, alarm record sẽ là một cái hình khi có chuyển động là chỉ cần có người di chuyển có mắt cam thì cam sẽ tự động lưu video vào trong thẻ nhớ cho các bạn nhé. Đó, mục video duration là các bạn hãy chọn cái độ dài của từng file video mà các bạn muốn đưa vào đây. Thì ở đây nó sẽ có 4 chế độ độ dài nhé. Ví dụ như khi mà mình chọn là 5 phút này, đó là cứ bao giờ đủ 5 phút thì cam sẽ lưu một đoạn video vào trong thẻ nhớ cho các bạn. Mà các bạn chọn là 3 phút, 10 phút, 30 phút thì cũng tương tự như vậy nhé. Một total đây sẽ hiện cái dung lượng bộ nhớ của cam này, đó 29809 MB. Free space sẽ là dung lượng còn thừa bộ nhớ của cam có bao nhiêu, sẽ hiện bên dưới này. Đó. Format sẽ là giúp bạn là xóa tất cả những dữ liệu đi để thẻ nhớ thành một thẻ nhớ trống các bạn nhé. Thì các bạn đồng ý xóa thì bạn chọn một ok, mà các bạn không đồng ý xóa thì bạn chọn một cancel cho mình. Đó, tiếp theo sẽ là một wifi setting này. Thì trong một wifi setting này thì camera ngụy trang trước cục sạc quay đêm này nó sẽ tìm ra những wifi xung quanh để kết nối xem từ xa. Thì bạn đang gắn chiếc cam ngụy trang cục sạc quay đêm này ở đâu thì cam sẽ tìm ra wifi xung quanh ở đó. Sau đó bạn chỉ cần nhập mật khẩu wifi vào. Đó, rồi bạn kích ok là điện thoại của bạn đi đâu chỉ cần có wifi 3G 4G là có thể kết nối xem trực tiếp từ xa là khách bạn nhé. Thì bây giờ mình đã giới thiệu cũng như là hướng dẫn cho mọi người về cái cách sử dụng chi tiết của chiếc camera ngụy trang trước cục sạc. Thì bạn nào đang có nhu cầu quan tâm về ba cái mẫu sản phẩm camera ngụy trang cục sạc quay đêm này, cục sạc iPhone này, cục sạc Samsung này thì có thể liên hệ trực tiếp cho mình qua số hotline 0886992345, kết bạn Zalo, Facebook trên đoạn này để được nhân viên bên mình tư vấn và hỗ trợ miễn phí cho các bạn nhé. Video là mình xin kết thúc tại đây. Xin chào mọi người ở những video clip sau.